Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta hãy cùng mình trải nghiệm cái tựa game là Kỵ sĩ Liên Hoàn, hay còn có tên gọi tiếng Anh là Night Combo nhé bạn. Ok, bây giờ chúng ta hãy cùng mình trải nghiệm cái tựa game này. Thì đây là một cái tựa game trí tuệ nha các bạn. Thì bạn sẽ tìm cho mình những cái viên đá đầy màu sắc và phải giống nhau, và bạn tiến hành nói chúng lại. Thì ở trên con hiệp sĩ mình sẽ đi đánh con quái vật, thì tùy theo mà các bạn chọn ô màu nào thì nó sẽ có những cái sát thương khác nhau nhé bạn. Và sau khi mà các bạn lên cấp thì các bạn sẽ được lựa chọn một trong ba kỹ năng nhé bạn, ví dụ như nguyên tố khi HP nhân vật dưới 50% tất cả sát thương tăng 30% nhé bạn, hay là mạo phá nguyên tố vàng, mạo phá đào cảm gây thêm một lần sát thương kỹ năng, hoặc là nguyên tố lam, mạo phá liên kết nguyên tố ngẫu nhiên xua tan ba nguyên tố gây một lần sát thương kỹ năng nhé bạn. Thì mình sẽ sử dụng nguyên tố vàng nè bạn. Thì những cái kỹ năng đó thì là khi mà tất cả các bạn tiến hành là nói chúng lại như này các bạn, thì sẽ có những cái kỹ năng gọi là nguyên tố các bạn. Thì cái nguyên tố lam thì nó chưa có mở nên là mình sẽ tiến hành làm cái nguyên tố mở nguyên tố lam nữa bạn. Ok, giờ thì mình sẽ đi làm nguyên tố vàng. Khi mà các bạn mở ra rồi á thì bạn sẽ có một cái khiên như thế này, thì bạn tiến hành làm những cách nói như vậy nha bạn, thì nó sẽ ra thêm kỹ năng mạnh hơn. Thì mỗi nguyên tố sẽ có những cái hiệp sĩ khác nhau như thế này nha bạn. Và trong trận đấu thì các bạn không cần phải làm gì hết á các bạn, nó các bạn chỉ cần ship mà ship những cái nói những cái nguyên tố lên thôi bạn, nói những cái nguyên tố giống nhau như thế này nè bạn, và nó sẽ tấn công cho bạn. Thì sẽ có rất là nhiều các anh hùng cho các bạn tham gia. Bên đây là cửa hàng đó bạn, bên đây là những anh hùng, sẽ có rất nhiều anh hùng nha bạn. Và một cái đội hình do chọn gồm 5 tướng tượng trưng cho 5 cái nguyên tố khác nhau. Và đây phần cài đặt các bạn có thể chỉnh cái ngôn ngữ nha bạn, game có hỗ trợ ngôn ngữ tiếng Việt nha bạn. Thì mỗi màn nó sẽ có một cái độ khó khác nhau, nhưng mà này các bạn phải đập cho những cái viên đá như vậy, viên đá tảng như này phải mất nha bạn. Mình sẽ lựa chọn nguyên tố đỏ. Mình sẽ lựa chọn là nguyên tố lục. Mình sẽ lựa chọn nguyên tố vàng hả? Nó vàng cũng được. Đây cái cuối cùng này mình lựa chọn nguyên tố lam nữa bạn.